Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình nhận định thị trường vào cuối mỗi ngày vào chiều thứ năm hàng tuần thì Thái Lê sẽ thực hiện cái chương trình này trên kênh YouTube của AGB. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi cùng với nhau trong cái việc mà tổng hợp lại thị trường trong cả cái phiên ngày 22 tháng 9 và sau đó Thái Lê sẽ đi cùng với anh chị phân tích vào ngày 22 23 tháng 9. Và với cái việc mà VN-Index khởi nghĩa bất chấp trong những cái xu hướng giảm của thị trường thế giới thì trong hiện nay thì đó có phải là điều tích cực hay không? Thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái buổi tổng hợp ngày hôm nay nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái đánh giá thì góc nhìn đầu tiên góc nhìn đầu tiên của Thái Lê về tình hình thị trường trong cái bối cảnh như hiện nay thì à, chúng ta đang thấy là vn index cũng đang rơi vào trong một cái giai đoạn mà có thể nói khá là khó chịu khi mất đi cái vùng hỗ trợ ở một hai rồi sau đó là một hai nên gần như cái góc nhìn của thái lê trong cái thời điểm hiện nay à, đó chính là à, vẫn ưu tiên cho cái việc là nắm nắm giữ tiền mặt và vẫn ưu tiên cho cái việc mà nắm giữ tiền mặt và cái quan điểm là vn index khi mất đi hỗ trợ ở vùng một hai thì xu hướng giảm mạnh không xảy ra do tỷ lệ margin hiện nay là không cao nhưng với xu hướng giảm chậm và sẽ bào mòn dần cái tài khoản nắp của nhà đầu tư nên việc đứng ngoài thị trường sẽ giúp cho nhà đầu tư tỉnh táo không bị tâm lý để tận dụng những cái nhịp giảm của thị trường trong các cái phiên tới và tham gia mua t cộng do vậy nên là cái thời điểm hiện nay nếu mà chúng ta có một cái tỷ trọng tiền mặt cao thì cũng sẽ là một cái cơ hội rất là tốt khi mà chúng ta không bị quá là về tâm lý lo lắng về thị trường và đặc biệt nhất là chúng ta có sẵn sàng tiền để bắt đầu giải ngân khi mà thị trường có những cái áp lực giảm điểm mạnh và trước đó thì vào các cái phiên trước thì Thái Lê cũng đã chia sẻ rất là cụ thể về cái thời điểm và nhất là khi các anh chị theo dõi cái chương trình bản tin này vào chiều thứ năm tuần trước và cũng như là vào thứ bảy tuần trước thì quan điểm của Thái Lê ở cái vùng 1230 gần như là một cái vùng hỗ trợ không phải là mạnh, không phải là mạnh và như ở đây chúng ta có thể thấy là cái thời điểm ngày mùng 5, mùng 6 tháng 9, đầu tháng 9 thì Thái Lê đã đánh giá cái ngưỡng 1270 và 12 280 là một cái vùng mà ưu tiên bán hạ tỷ trọng chỉ nắm giữ ở dưới 40%. Và sau đó là khuyến nghị các anh chị đã mở mua trở lại vào cái ngày mùng 9 tháng 9 khi mà viên đáy của chúng ta giảm về ở cái vùng 1230. Tuy nhiên khi mà thanh khoản hồi phục lên của thị trường sau đó vài phiên không được thực sự là hấp dẫn thì lại tiếp tục khuyến nghị anh chị là bán hạ tỷ trọng vào cái ngày 14 tháng 9. Do vậy nên là khi mà cái phần hỗ trợ 1230 cũng kết thúc trong đầu tuần này thì Thái Lê cũng đã ưu tiên cho cái việc là đứng ngoài thị trường để theo dõi còn lại trong cái bối cảnh hiện nay thì thị trường cũng đang rơi vào những cái vùng đó là giảm và hồi phục giảm rồi hồi phục chỉ đáng ngại nhất là đó là cái việc là T2 và T3 của chúng ta về thì có lợi nhuận hay không nếu mà chúng ta chấp nhận những cái phiên mà thị trường hoảng loạn và bán mạnh và chúng ta nhảy vào tham gia thì ngay cái thời điểm mà đang rất là hoảng loạn á thì chúng ta sẽ có cơ hội lợi nhuận rất là lớn nhưng mà cái nguy hiểm nhất đó là khi mà các anh chị không mua được ở những cái ví dụ như trong cái ngày hôm nay, chúng ta không nhảy vào những cái thời điểm mà nó nằm ở dưới hai mà chúng ta lại tham gia vào những cái thời điểm mà trên 1210 thì đấy là một cái thời điểm là cực kỳ rủi ro. Và các anh chị có thể thấy là trong cái góc nhìn về VinDex thời điểm hiện nay thì sau khi phá vỡ ở các cái điểm hỗ trợ 1230 thì nó tiếp tục có một cái vùng hỗ trợ uh, uh, test lại đó là vùng tám thì cũng gãy luôn và sau đó liên tục các cái phiên vừa rồi thì vn index cứ test đi test lại không thể bứt phá nổi qua cái vùng này do vậy nên là các chị mà đã đứng ngoài ở từ cái vùng 1230 và cả 1240 ở phía trên này thì rõ ràng chúng ta đang ở một cái lợi thế rất là lớn so với thị trường và thái lên muốn là chúng ta không bị quá là 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 bị kẹt các cái nhiều quá nhiều hàng và cổ phiếu và cái cơ hội mà thời thời điểm sắp tới khi mà thị trường bước sang một cái xu hướng giảm các chị lưu ý là bắt đầu sang tuần bắt đầu trong tuần là cái cái ao sen và tiếp tục là cắt cái mây này thì đấy là một trong những tín hiệu là xu hướng đi giảm và chúng ta để ý là những cái giai đoạn trước đó khi mà ao sen cắt mây thì nó sẽ tạo ra những cái vùng mà có thể tạo ra những áp lực bán rất là mạnh tuy nhiên thời điểm hiện nay trong bối cảnh so với cái thời điểm mà tháng tư chính là cái margin do vậy nên là được rồi thái lê có đánh giá là cái việc áp lực giảm điểm thời này điểm này của thị trường thì không quá mạnh không quá mạnh và nó cứ rằng co lên lên xuống xuống chỉ nguy hiểm nhất đó chính là cái việc là lãi thì khoảng tầm ba bốn phần trăm cái chị chưa kịp lạ chốt thì nó lại nhảy về là có khoản lỗ khoảng ba bốn phần trăm thì chúng ta lo lắng là chúng ta lại bán bán được ngày hôm sau nó lại có những cái sự hồi phục và chúng ta lại 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 lại, lại tiếc lại nhảy vào fomo đấy là cái nguy hiểm và bào mòn tài khoản nhà đầu tư trong cái thời điểm hiện nay À, do vậy nên nếu các chị có tham gia thời điểm hiện này thì Thái Lê cũng chỉ đánh giá ở một cái mức độ nên ở khoảng tầm dưới 20% tài khoản để làm sao cái tiền mặt của chúng ta là tối đa nhất thì khi các cái nhịp giảm như hiện nay Thái Lê đánh giá đó là cái vùng hỗ trợ ở 1180 và 1155 đây là hai vùng hỗ trợ mà Thái Lê đánh giá rất là cao để các chị có thể yên tâm giải ngân À, và thời điểm hiện nay chúng ta thấy là với những cái áp lực cứ bán lên giảm xuống bán lên rồi à, giảm xuống trong một cái biên độ rất là hẹp như hiện nay thì rất là khó để chúng ta tạo ra được những cái điểm lợi nhuận rất là lớn à, mặc dù là thời điểm hiện nay thì ở itb vẫn đưa ra những cái khuyến nghị nhưng mà tỷ trọng thì chúng ta nên tham gia khá thấp nhưng các chị có thể thấy là ở trên zoom vẫn có những cái mã chốt lời như fcn trong ngày hôm qua rồi hhv nhưng ngày hôm qua vẫn khuyến nghị các chị khi mua hoảng loạn ở cái phiên ngày 21 tháng 9 đó là mua TR hay là mua HHA thì chúng ta đều có thể vẫn là tham gia được rồi ngày hôm nay thì uh, chấp nhận phải bán cắt lỗ IDC rồi uh, có có thể các chị có thể tham gia được lại LCG Tuy nhiên thì thời điểm hiện nay chúng ta nên tham gia với một cái tỷ trọng là thấp thôi khoảng tầm 20 phần trăm đúng không khoảng tầm 20 trăm thì đấy là một trong những cái điểm mà ưu tiên nhất đó chúng ta tham gia khoảng tầm dưới 20 phần trăm thôi và cái cơ hội trong cái, những cái phiên sắp tới khi thị trường giảm điểm thì Thái Lê nghĩ là cái cơ hội để nắm bắt giao dịch khoảng tầm T3 cho đến khoảng tầm T7 là sẽ khá là cao đặc biệt khi viên bắt đầu giảm về các cái vùng 1180 cho đến là 1155 nên góc nhìn của Thái Lê thời điểm hiện nay thì VN vẫn đang trong một cái xu hướng giảm nên nếu các chị đang có một cái tỷ trọng cao á thì khi nào nó nó kéo lên ở các cái vùng như rau găm là một 220 cho đến là cao lên nữa có thể là kéo lên ở cái vùng 125 thì các anh chị nên ưu tiên về bán hạ thị trọng nha các anh chị nên ưu tiên bán hạ thị trọng tránh cái trường hợp là chúng ta mua đuổi ở những cái vùng tiếp theo ở đây nữa là coi như rất là dễ hỏng rất là dễ hỏng luôn rồi thì đấy là toàn bộ về cái góc nhìn về thị trường con lại đối với cổ phiếu thì cũng vẫn sẽ có những cái cổ phiếu đi ngược thị trường giống như vừa rồi đó chia sẻ với các anh chị đó như là cổ phiếu tr TR chúng ta có thể thấy hiện nay với cái việc là Ấn Độ đang siết chặt lại cái việc mà xuất khẩu thì cũng là tạo ra những cái lợi thế cho Việt Nam nên là TR cũng đang là cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền như hai hôm nay dòng tiền tham gia vào TR đang khá là mạnh này. Do vậy nên nếu mà có tiếp tục tăng thì trong bối cảnh hiện nay Thái Linh không nên mua đuổi mà nếu mà có giá đỏ test về ở các cái điểm như là cái vùng 27.5 thì các anh chị có thể tham gia, còn không nữa thì chúng ta chấp nhận đứng ngoài, đừng có FOMO trong thời điểm này và cái biên lợi nhuận của TR thì Thái Lê đánh giá cũng không quá cao khi nó vẫn đang ở một cái vùng cản rất là lớn như ở quanh cái vùng giá 30. 30 là một cái vùng cản khá là mạnh của TR từ 29 đến 30. Do vậy nên là cái biên lợi nhuận của chúng ta cũng chỉ kỳ vọng ở cái quanh cái vùng đấy thôi. Rồi tiếp theo đó là cổ phiếu HAH là một cái cổ phiếu mà khuyến nghị anh chị tham gia vào mua khoảng loạn của phiên ngày hôm qua. Tiếp tục sáng hôm nay thì áp lực bán của TAH cũng rất là mạnh và đến cuối phiên thì nó có một cú đảo chiều. Nên các chị nào nào tham gia mặc dù tỷ trọng thấp nhưng mà chúng ta cũng bớt đi cái sự FOMO và cũng tạo ra một cái hiệu quả khoảng tầm 9 đến 10 phần trăm trong phiên à, và hoặc là từ T1 nếu các chị đã mua được từ ngày hôm qua theo như khuyến nghị của bên room của ITB đó cho vậy nên là cái thời điểm hiện nay chúng ta vẫn sẽ có những cái mã có thể tham gia được rồi ngày hôm nay một cái nhóm mà Thái Lê thấy rất là mạnh đó chính là nhóm chứng khoán Và ngày hôm nay khi mà cái thời điểm mà nhóm chứng khoán tăng mạnh thì rất là nhiều anh chị cũng hỏi Và Thái Lê đánh giá là nhóm chứng khoán gần như một cái nhóm mà đang có xu hướng dòng tiền Mặc dù là chúng ta thấy là nó không mấy tích cực trong những cái phiên vừa rồi Nhưng mà nó vẫn đang có thu hút dòng tiền rất là mạnh Nên có thể nhóm chứng khoán tiếp tục là, là một cái nhóm mà có sức hút như trong cái giai đoạn Trong cái bối cảnh của thà giữa tháng 7 và đầu tháng 7 của à, đầu tháng 7 đúng không ạ đầu tháng 7 là cái nhóm chứng khoán trước khi đó thời điểm đó thì chúng ta thấy nhóm chứng khoán có những cái phiên rào rạt từ mùng 10 tháng 6 mà bán một mạch về cái 20 tháng 6 sau đó bắt đầu nó hồi phục hồi phục thì đối với nhóm chứng khoán thì Thái Lê thấy nó đang giống như ở quanh cái thời điểm là ngày như ngày 28 tháng 6 này cuối tháng 6 tức là nó cứ rung lắc rung lắc và nó chưa có một cái rõ nhưng mà dòng tiền cảm giác ở thời điểm hiện nay đang giống với à, đang giống với cái thời điểm mà cuối tháng 6 À, nên là Thái Lê cũng vẫn đang ưu tiên để theo dõi nhưng mà nhìn trên cái góc độ cung cầu trên cái đồ thị thì chúng ta thấy khả năng cao là cái nhóm chứng khoán tiếp tục còn bị áp lực bán trong những phiên tới và có thể là nó sẽ kết thúc sớm ở cái nhóm này khi mà VN về ở quanh cái vùng 1180 tức là cách chỉ có khoảng tầm 20 đến 30 điểm nữa thôi nên anh chị có thể lưu ý ở cái nhóm này rồi tham gia một số cái mã ở cái nhóm này hôm nay thì không thể bỏ qua như là BSI cũng là một cổ phiếu rất là mạnh ở cái nhóm chứng khoán thì ngày hôm nay cũng đang kéo lên rất là hồi phục rất là tốt à, và nó khả năng cao là với cái dư địa này thì BSI còn kéo lên được cái vùng giá 28.5 rồi sau đó lại quay trở lại một cái sự điều chỉnh chúng ta lưu ý là cái cận trên của cái mây này 28.5 rồi tiếp theo là cổ phiếu như VND hôm nay cũng có sự hồi phục nhưng mà cái giao găm của nó đang nằm ở quanh ngưỡng 19.5 cho đến là cái TK là 19 Do vậy nên là thời điểm hiện nay chúng ta không nên mua mà nếu VND tiếp tục kéo thì các anh chị có thể bán hạ thị trọng được đối với cổ phiếu VND nhá rồi à, ngoài sau vnd thì chúng ta thấy là như ssi ngày hôm nay cũng kéo lên à, không quá mạnh nhưng mà cũng đã ở một cái vùng khá tốt chúng ta thấy là nó đều đóng cửa nằm ở dưới cái vùng tê can đấy là cái vùng kháng cự đấy các anh chị đấy, do vậy nên đoạn này các anh chị mà fomo tham gia vào những cái nhóm chứng khoán là thái lê nghĩ cái sự rủi ro nó sẽ cao hơn rất là nhiều hcm có thể nói cũng là một cổ phiếu rất là mạnh rất là mạnh luôn à, và thái lê xem ở trong cái chỉ báo dòng tiền thì cái nhóm chứng khoán thì Ông HCM nó cũng rất rất là mạnh, à, à, đúng thật. À, hai hôm vừa rồi mình cũng chưa kịp xem lại cái ông HCM thì ngày hôm nay HCM nó đang dẫn dắt mang tính chất dắt của cái nhóm chứng khoán. Nên mọi người lưu ý ở cái nhóm chứng khoán nhé. Và Thái Lê thì vẫn đang chờ đợi một cái nhịp điều chỉnh của nhóm chứng khoán cho rõ ràng đi cùng với là vn đấy thì nó sẽ đồng pha hơn. À, còn thời điểm hiện nay như HCM thì chắc có lẽ cũng chỉ là một cổ phiếu để để ngắm mà thôi. Chứ còn lại à, quan điểm của Thái Lê tầm sau khi đã kéo như thế này ngày hôm qua khi thị trường thế giới đang giảm điểm mà vn index của chúng ta vẫn có thể xanh le lói được và kéo rất là nhiều cổ phiếu thì ngày mai nếu mà xanh nữa thì các anh chị nên ưu tiên để bán chốt lời đó đã là một trong cái khoản lợi, lợi nhuận rất là tốt rồi còn lại là nếu mà chúng ta tiếp tục ngày mai mua đuổi thì thái lên nghĩ cơ hội thắng của chúng ta rất là thấp luôn rất là thấp nha thì đấy là đảo qua một số cái nhóm ngân hàng ngày hôm nay thì cũng có một cái thông tin Uh, mà nhiều anh chị uh, chia sẻ đó chúng nhà thủ tướng chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất. Có thể nói là cái việc mà chỉ đạo của thủ tướng đây là một cái chỉ đạo hết sức là nóng và kịp thời. Thái Lê đánh giá rất là kịp thời và chính cái thông tin này cũng là một cái thông tin mà giúp cho nhà đầu tư của chúng ta được chấn an thay vì là không có một thông tin hỗ trợ nào cả. Nhưng mà nếu các anh chị để ý thì cái việc mà mà thủ tướng uh, đang đưa ra đó chính là yêu cầu ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành và tăng lãi suất huy động đó, cái câu chuyện này thì có lẽ các chị không còn lạ khi mà theo dõi cái chương trình của Thái Lê đó là khi mà phép có tăng lãi suất thì chắc chắn ngân hàng nhà nước của chúng ta cũng sẽ phải tăng lãi suất để níu giữ và 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 đảm bảo neo được cái biên độ của tỷ giá nếu mà cái tỷ giá đô của chúng ta mà bị xanh lệch và tiếp tục là bị tăng bởi vì đồng đô hiện nay đang bị cao giá hơn rất là nhiều và đồng tiền nội tệ của nhiều nước đang bị xuống thấp nếu việt nam của chúng ta mà không níu neo được biên độ của cái tỷ giá này thì rất là dễ làm cho cái lạm phát nó sẽ tăng lên rất là cao đương nhiên thì ở cái thời điểm mà đồng đô tăng lên thì cũng đang có một cái câu chuyện đó chính là theo dõi cái nhóm ngành xuất khẩu vì xuất khẩu thì nó sẽ được hưởng lợi khi mà giá đô tăng lên nhưng mà nhập khẩu thì nó lại là một cái rào cản rất rất là lớn là gần rất là lớn. Còn lại quay trở lại ở cái câu chuyện về cái việc mà tăng lãi suất. Như dự báo rồi thì bây giờ chúng ta đang có một cái vấn đề đó chính là tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay. Tức là sao ạ? Tức là cái tiền huy động về thì sẽ tăng lên. À tăng lên tức là cái tiền gửi của các anh chị nếu mà đi gửi ngân hàng thì chúng ta sẽ được gửi lãi cao hơn. Nhưng ngược lại thì cái việc mà chúng ta mà đi vay à, chúng ta đang đi vay ngân hàng thì có thể cái lãi lãi suất đấy lại lại không bị tăng lên đấy là chính là một trong những cái lợi thế rất là lớn cho doanh nghiệp lợi thế rất là lớn cho cá nhân nhà đầu tư hay là cá nhân của uh, người dân khi mà đi vay ngân hàng nhưng ngược lại thì ngân hàng lại không có được cái lợi thế đấy các chị, các chị hiểu cái mặt có lại không ạ tức là chúng ta sẽ được lợi nhưng mà ngân hàng sẽ không được lợi thì ngân hàng khi mà cái huy động vô lãi suất cao và sau đó thì bây giờ là cái lãi suất cho vay thì lại bị giữ lại thì cái nim nó sẽ bị bóp hẹp lại và cái biên lợi nhuận của các ngân hàng trong thời gian sắp tới thì sẽ khó khăn hơn nhất là trong cái bối cảnh mà 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 cái um, cái rung tín dụng cũng đang bị cạn kiệt nữa thì thái lê nghĩ là cái giai đoạn này nó sẽ 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 khó còn khó hơn nữa à, còn khó nữa nên chúng ta lưu ý đối với cái nhóm ngân hàng trong cái thời gian sắp tới nhá rồi bây giờ thì quay trở lại ở một số cái nhóm cổ phiếu khác đó là nhóm xây dựng hôm nay cũng đã có cái dòng tiền khá là tốt như đất xanh ngày hôm nay sau khi anh Lê, anh Thìn nhảy vào mua thì đất xanh cũng tăng khoảng tầm 3,6% thì góc nhìn của Thái Lê gần như đối với những cổ phiếu này thì các cái khoản lợi nhuận trong ngắn hạn các chị có thể chia ra chốt lời ví dụ như cản của nó khoảng tầm vùng 26.5 đến 26.8 rồi đó nó cũng không còn quá nhiều cái dư địa nữa hay là ở cái cổ phiếu nhóm đích đúng không? nhóm cổ phiếu DG và Shell thì hiện nay cái xu hướng giảm của nó đang khá là mạnh nên quan điểm của Thái Lê gần như các anh chị lưu ý những cái cổ phiếu này nhá có thể nó còn test lại ở những cái vùng đỉnh cũ ở à, đáy cũ nữa đấy rồi tiếp tục là sao này sao thì hiện nay chúng ta thấy là hỗ trợ của nó có rơi vào khoảng tầm đang còn ở 23 24 nên đối với sao thì cũng giống như DG Thái Lê nghĩ đây là hai cái mã mà nhà đầu tư nên thận trọng nha nên thận trọng ở trong bối cảnh này À, bên cạnh đó thì một số cái nhóm cổ phiếu ở nhóm bất động sản công nghiệp thì thái lệ lại cho rằng là đang có mở ra rất là nhiều cơ hội để các anh chị tham gia đầu tiên đó là cổ phiếu như dg à, d2d vẫn là những cái cổ phiếu ở quanh cái vùng hỗ trợ rất là tốt là quanh 34 35 là các anh chị có thể tham gia được ví dụ như là trong một hai phiên tới khi mà thị trường có một cái áp lực giảm điểm thì các anh chị nên tranh thủ để tham gia à, những cái cổ phiếu này và những cổ phiếu này thì ưu tiên nắm giữ trung hạn thì Thái Lê nghĩ có thể tạo ra một mức lợi nhuận từ vùng 34 35 hiện nay có thể đánh lên ít nhất là vùng 40 đó. Các chị lưu ý. Còn uh, có ngon còn sau cái 40 thì chúng ta có thể kỳ vọng nên ở cái mức giao gam này, đó chính là 45. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là ở cái nhóm cổ phiếu Kinh Bắc thì cũng hai ba phiên vừa rồi cũng đang kéo lên khá là tốt. Tuy nhiên nó cũng đã gặp cái vùng cản nên khả năng cao là tiếp tục là áp lực đảm điểm chúng ta sẽ chờ đợi ở cái vùng giá 26 27 để có thể tham gia được như cái cổ phiếu này ngoài ra thì còn có như EDC đúng không? EDC sau khi phá cái vùng hỗ trợ rất là mạnh này thì nó đang lịch trình lịch trình chúng ta có thể chờ đợi nếu mà với cái dư địa này thì có thể giữa tuần sau EDC sẽ có thể tham gia được vùng này còn lại nếu mà với cái thời điểm bối cảnh như hiện nay thì Thái Lê vẫn sẽ chờ đợi quanh cái vùng giá 49 nhá đối với EDC rồi tiếp tục là VGC à, Vira Sera thì chắc chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm thôi À, hiện nay cũng một cái nhóm nữa mà cũng rất là tốt đó chính là nhóm đầu tư công thì hiện nay nếu mà đầu tư công các anh chị thấy là các cái nhịp giá đỏ các anh chị mà đánh lướt với tỷ trọng vừa phải thấp á, thì thái lên nghĩ là cái nhóm đầu tư công vẫn là nhóm đang khá là hot và đang khá là hấp dẫn để có thể tham gia được nha rồi như fcn vcg cũng vậy tuy nhiên cái à, thời điểm hiện nay chúng ta nên chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh à, ít nhất nó khoảng tầm ba bốn à, thì tham gia vào cái nhóm này ở nhóm này dòng tiền trong những cái thời gian vừa rồi khá là tốt và một trong những cái vấn đề đó chính là cái việc uh, uh, nhóm đầu tư công hiện nay đang có được cái uh, hưởng lợi của chính sách do vậy nên là cái dòng tiền có thể đang được hướng chút sang ở bên cái nhóm đầu tư công để có thể giải ngân cho những cái mảng khác đấy là một cái điều mà chúng ta lưu tâm vào cái nhóm đầu tư công trong bối cảnh hiện nay nhé ngoài ra nữa thì uh, các cổ phiếu khác như là NBB NBB hôm nay cũng tăng lên khá là tốt này, các anh chị cũng có thể lưu ý là nếu ngày mai mà có những cái nhịp điều chỉnh thì đánh lướt đối với cổ phiếu NBB cũng khá là hấp dẫn này. Đó. Rồi tiếp theo là cổ phiếu CII, CII thì chúng ta thấy là gặp cản đây rồi, thì chắc là chúng ta sẽ bỏ qua đối với mã này. Đó. Như vậy thì cũng vừa lướt qua với các anh chị một số cái nhóm cổ phiếu, chắc có lẽ đến tầm thứ bảy này thì Thái Lên sẽ có một cái buổi livestream buổi sáng thứ bảy sẽ chia sẻ với các anh chị cụ thể hơn với nhiều cái cổ phiếu nhá À, rất là cảm ơn các anh chị Và chúc cho các anh chị có một cái uh, uh, Phiên giao dịch cuối tuần Thực sự hiệu quả Và trong quá trình đầu tư thì các anh chị uh, Nếu đang cần sự hỗ trợ Thì có thể liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại trên này Hoặc các anh chị có thể mở tài khoản Thái Vivet theo ID 6348 Thì Thái Lê sẽ hỗ trợ cho các anh chị Và quản trị danh mục Và Thái Lê uh, uh, Tin là trong cái giai đoạn sắp tới đây Khi mà thị trường có những cái áp lực điều chỉnh Và chúng ta có những cái dòng tiền à, mặt đứng ngoài thị trường thì sẽ là những cái cơ hội rất là lớn để các anh chị có thể là tạo ra những cái khoản lợi nhuận chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần từ 10 đến 15 phần à, trăm khi mà thị trường hoảng loạn đó là những cái cơ hội rất là lớn và đặc biệt nhất là dành cho các anh chị à, đang có tiền mặt nên các anh chị nào đang à, nắm giữ à, tiền mặt thì tổng cao mà chưa đang nghiên cứu và chưa có các cái mã cổ phiếu thì các anh chị có thể liên hệ với Thái Lê nhá rất là vinh hự được hỗ trợ cho các anh chị trong cái thời gian và đồng hành với các chị trong hành trình đầu tư trong thời gian sắp tới. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ạ.